Chiến thần thánh y đường tuấn chương 2241 chúng ta đi gặp tên ác ma đó Lục Minh Châu không có rời đi Ông ta vẫn đang đợi đường tuấn suốt Khi ông ta nhìn thấy đường tuấn xuất hiện Vội vàng bước tới nói cậu đường Cuối cùng cậu cũng ra rồi Cậu đã ở bên trong 6 ngày rồi Lẽ nào bị lạc trong trận pháp sao Theo phỏng đoán của Lục Minh Châu Nếu muốn vượt qua trận pháp Rất có thể phải là cảnh giới hợp thể Cảnh giới của Đường Tuấn hiển nhiên là không đủ. Nhìn thấy dáng vẻ của ông ta, trong lòng Đường Tuấn khẽ động, hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?" Lục Minh Châu thậm chí không quan tâm hỏi, vội vàng nói: "Ma tộc Hắc Ám lại cử người tới, lần này là một tên rất mạnh, có tu vi hóa thần cảnh, nghe nói là con trai của Ma hoàng, là người đứng nhất trong lớp trẻ ở Ma tộc." Anh dừng lại và nói: "Người đó đã trực tiếp đến Việt Nam và đả thương Hoa Tiểu Niếp và Hàn Bảo Long, hiện đang ở trong hiệp hội y học cổ truyền." anh ta nói nếu hôm nay không xuất hiện, anh sẽ giết 10 người một ngày. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lục Minh Châu nói xong, sắc mặt Đường Tuấn đột nhiên ảm đạm xuống, giống như có thể nhỏ ra giọt nước. Có vẻ như ma tộc Hắc Ám thật sự muốn bị diệt tộc rồi. Trong giọng nói có một tia sát khí lạnh lùng. Lục Minh Châu cảm nhận được sát khí, sắc mặt hơi đổi, hỏi cậu Đường, tu vi của ngươi ông ta nhận thấy khí thức của đường tuấn dường như yếu hơn trước rất nhiều đường tuấn xua tay nói sơ suất một chút không đáng ngại lục minh châu trong lòng thở dài một hơi ông ta nói thầm quả nhiên là rơi vào trận pháp rồi hơn nữa còn bị thương chỉ là không biết còn bao nhiêu sức lực có thể đối phó con trai của ma hoàng nổi không đi thôi chúng ta đi gặp tên ác ma đó đường tuấn túm lấy lục minh châu bay nhanh ra ngoài không gian lần trở lại trái đất này mất gấp đôi thời gian, điều này khiến Lục Minh Châu càng chắc chắn rằng Đường Tuấn đã bị thương. Việt Nam, Hiệp hội Y học cổ truyền. Một người đàn ông vạm vỡ với những ma văn màu đen sẫm được khắc khắp người đang ngồi trên ghế chính, trong tay cầm mấy cây kim châm, vẻ mặt rất khinh thường nói y học cổ truyền. Si, tôi chưa từng nghe nói qua loại y thuật này. Nếu đường tuấn đó không đến, tôi sẽ phá tan hiệp hội y học cổ truyền của các người. Nói xong, tên đó ném mấy cây kim châm trong tay đi bắn về phía hàn bảo long bên dưới hàn bảo long vung kiếm chặn lại tiếng kim loại va vào nhau vang lên vài tiếng mấy cây kim châm đã phá vỡ kiếm khí của anh ta xuyên thủng thân kiếm để lại vài lỗ kim cuối cùng những cây kim bạc đó xuyên qua vai hàn bảo long ghim vào cơ thể để lại một vết thương nhỏ cơ thể hàn bảo long đầy máu có rất nhiều vết thương giống nhau và thân kiếm đó dày đặc những lỗ kim rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên con trai của ma hoàng ra tay. chương 2242 ông định phá hủy giao ước. Đây cũng là lý do anh ta giày vò Hàn Bảo Long mà không trực tiếp giết chết. Hàn Bảo Long nhìn chằm chằm con trai của ma hoàng, sát khí trong mắt gần như tràn ra. Thủy chân đứng ở phía sau con trai của ma hoàng, vẻ mặt tự hào, nói đừng dẫy ruộng nữa. Trước mặt các người là thái tử của ma hoàng, Thủy Kim Long. Kim Long thái tử đã từng được đại năng hợp thể cảnh chỉ điểm, không phải thứ người trái đất các người có thể sánh kịp. Ngay cả khi người thầy đó của các người có đến, thì cũng chỉ có kết cục hạ màn thôi. Trong đại sảnh này có hai người đang đứng, một người là Lạc Kình Thương đến từ Côn Luân, người còn lại mặc áo của Vu Môn, trên tay cầm ô kim thủ trưởng khí tức của ông ta không yếu hơn Lạc Kình Thương bao nhiêu. "Vu Kiếm Sâm, không ngờ ông chưa chết." Lạc Kình Thương trầm giọng nói với người này. Người đó cười nhạt, nhưng nụ cười của ông ta lại mang đến cho người ta cảm giác ảm đạm, nói, là kinh thương, ông và tôi có thể coi là người của cùng thời đại. Hồi đó, ông là chủ Côn Luân, tôi là chủ Vu Môn. Ông chưa chết, sao tôi có thể chết được? Thủy Kim Long đột nhiên nhìn hai người họ, nói đùa, hai người một người đại diện cho Côn Luân và người kia đại diện cho Vu Môn. Hôm nay các người đến đây để ra tay chống lại tôi sao? Vu Kiếm xâm vội vàng nói, hoàn toàn không có ý này chúng tôi hôm nay tới đây chỉ là để bái kiến thái tử lạc kình thương nói thái tử muốn làm gì thì cứ làm hôm nay chúng tôi không thấy gì cả thủy kim long cười nói hai người cũng coi như biết điều khi ma tộc hắc ám bọn ta đến trái đất sẽ cho các người một chút lợi ích phu kiếm sâm và lạc kình thương đồng thời nói vậy chúng tôi cảm ơn thái tử trước lạc kình thương đây là điều ông đã hứa với tôi sao đúng lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên sắc mặt lạc kình thương hơi thay đổi, nói, đường Tuấn, tôi hứa với cậu cái gì? Có ai có thể làm chứng không? Ông định phá hủy giao ước. Phu kiếm xâm nói với Thủy Kim Long, Thái Tử, người đang nói là đường Tuấn, chủ của Hiệp hội Y học cổ truyền. Thủy Kim Long đột ngột đứng dậy, đi ra phía ngoài nói, hôm nay các người thật may mắn, có thể thấy được thực lực của ta. Nói xong chữ cuối cùng, Thủy Kim Long đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Trong phòng, Thủy Trân, Lạc Kinh Thương và Vô Kiếm Sâm cũng đều biến mất trong nháy mắt. chương 2243, xem ra hai vị vẫn biết điều. Chịu chết đi, Thủy Kim Long trầm giọng hét lên, hung hăng ra tay. Toàn thân anh ta tràn đầy ma khí, thân hình bạo trướng, cả người giống như một tiểu cự nhân, cho người ta cảm giác đe dọa đáng sợ. Ma tộc hắc ám có thân thể cường tráng, Thủy Kim Long là thái tử của ma hoàng, sức mạnh của thân thể còn mạnh hơn rất nhiều so với ma tộc anh ta dùng tay chân làm binh khí giống như người man di đánh nhau nhưng uy lực rất lớn không hề yếu hơn bảo khí tuyệt đỉnh nhất thời đường tuấn thực sự rơi vào tình thế bất lợi thủy chân mỉm cười nói thái tử của chúng ta đã được đại năng hợp thể cảnh chỉ điểm ngay cả ma hoàng của chúng ta cũng nói thái tử cũng đã vượt qua ông ta rất nhiều khi so sánh cùng cảnh giới lạc kình thương gật đầu trong mắt hiện lên sự ghen tị sâu sắc nói ma tộc hắc ám quả nhiên xuất hiện rất nhiều nhân tài trái đất không thể so sánh được anh ta nhìn về phía đường tuấn đang đứng tình cờ nhìn thấy lục minh châu ánh mắt ngưng trọng nắm chặt lòng bàn tay lục minh châu chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng cực lớn cuốn lấy thân thể của mình trong khoảnh khắc liền vào tới chỗ mấy người lạc kình thương lạc kình thương hừ lạnh một tiếng lục minh châu bị một khí thế vô hình đè lên ép ông ta phải quỳ xuống nghe nói khi nãy đường tuấn và ông đã rời khỏi nói xem các người đã đi đâu lạc kình thương chắp tay sau lưng lạnh lùng hỏi sắc mặt lục minh châu khẽ thay đổi còn không nói lục ra các người muốn chết sao ngay khi lục minh châu do dự một chút tiếng hét như sấm của lạc kình thương vang lên bên tai ông ta nguyệt cung lục minh châu bột miệng nói khi hai từ này được nói ra dường như mang theo ma lực khiến lạc kình thương phu kiếm sâm và thủy chân đồng thời im lặng người này nhiều chỗ khả nghi Tôi muốn mang về Côn Luân." Lạc Kình Thương nắm lấy Lục Minh Châu, Vu Kiếm xâm ngăn lại, cười khẩy nói, "Côn Luân của ông muốn nuốt giữ bí mật của Nguyệt Cung sao?" Nhìn thấy Vu Kiếm xâm và Lạc Kình Thương cướp người, Thủy Chân không khỏi cười khẩy một tiếng, nói, "Hai vị, Sở Dĩ Thái tử chúng ta tới đây sớm như vậy là để hỏi thăm tin tức về Nguyệt Cung, Lục Minh Châu này, ta thay mặt thái tử đưa ông ta đi. Các người vẫn định giành nữa sao?" chương 2244, cậu vậy mà lại giết chết thái tử. Ngược lại, Thủy Kim Long đã tung một trưởng về phía đường Tuấn, đánh đường Tuấn lùi về phía sau, thậm chí còn có một chút máu rỉ ra từ khóe miệng. Thái tử sắp thắng rồi, Thủy chân mỉm cười nói. Lạc kinh thương và vô kiếm sâm khẽ gật đầu, xem tình hình trận chiến hiển nhiên là đường Tuấn đang rơi vào thế bất lợi, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Bộ dạng đường Tuấn trông rất thê thảm, nhưng ánh mắt anh lại sáng chói bởi vì anh phát hiện sức mạnh của thủy kim long khi đánh vào người anh đã bị huyệt thái dương hấp thụ hết dường như trong huyệt thái dương thật sự có thần linh có thể nuốt chọn tất cả năng lượng không những hấp thu pháp lực của đường tuấn mà còn hấp thu cả sức mạnh bên ngoài mặc dù chiêu thức của thủy kim long rất mạnh uy lực cực lớn nhưng vẫn chưa thực sự làm anh bị thương lẽ nào đây chính là thần linh chi lực mà linh thể đã kích hoạt trong huyệt khiếu đường tuấn dục dịch trong lòng ha 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 cậu chẳng qua cũng chỉ có như thế thôi sao? Càng đánh, Thủy Kim Long càng không kiềm chế được, nụ cười trên mặt vô cùng đắc ý, trong lòng có khoái cảm muốn đẻ nát đường Tuấn. Anh nhìn đường Tuấn nói, không chơi với cậu nữa, chiêu tiếp theo kết thúc thôi. Ma khí trên người anh ta bùng nổ, toàn bộ đều tập trung ở tay phải. Anh ta đánh ra một trường, trong không trung xuất hiện một vệt màu trắng. Kết thúc thôi. Trong tay đường Tuấn xuất hiện một tấm bia đá, khí tức của pháp tắc lưu chuyển không ngừng trên tấm bia. Bia vạn giới, linh khí, đáng tiếc là cậu quá yếu, phát huy không đủ uy lực của linh khí, hay là cho tôi đi. Thủy Kim Long cười khẩy một tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Từ đầu đến giờ, Đường Tuấn đều bị anh ta chèn ép, suýt chút nữa ngã sang một bên. Lúc này Đường Tuấn lấy bia vạn giới ra, theo anh ta thấy chẳng qua chỉ là ngoan cố chống cự mà thôi. Đường Tuấn đập tấm bia xuống. Chấn thiên địa, đây là vũ trụ, âm thanh không có cách nào truyền ra, nhưng theo bản năng, Thủy Kim Long lại cảm thấy tim mình đập mạnh một cái. Anh ta muốn lùi lại phía sau, nhưng đã không còn kịp nữa. Bia vạn giới đánh lên người anh ta, cơ thể đầy vẻ kiêu ngạo của Thủy Kim Long chỉ kiên trì được một hơi thở một giây, rồi lập tức vỡ tan. Ngay cả nguyên anh trong người cũng nứt ra, cách chết còn thê thảm hơn chữ chết. Trong ánh mắt của Thủy Kim Long đầy giấy sự không cam tâm và hối hận, nhưng đã quá muộn tuy rằng đường Tuấn chỉ có thể thi triển một phần mười sức mạnh, nhưng vẫn là hóa thần cảnh, còn có bia vạn giới, Thủy Kim Long đương nhiên không phải là đối thủ của anh. Tình thế thay đổi quá nhanh, khi ba người lạc kình thương phản ứng lại, thì Thủy Kim Long đã chết. chương 2245, cậu sẽ phải hối hận. Lạc kình thương đột nhiên cười nói, phu kiếm sâm, ông nói ít lại vài câu đi. Dù sao đường Tuấn cũng là người trái đất, chúng ta nên đoàn kết mới phải ông ta nhìn đường tuấn nói bằng giọng điệu vui tươi đường tuấn nghĩ chắc cậu cũng không muốn thấy sinh linh ở việt nam phải lâm vào tình cảnh khốn khó chứ đường tuấn cau mày nói ý của ông là lạc kình thương xua tay nói không có ý gì tôi chỉ muốn nói với cậu rằng nếu như hai người bọn ta xảy ra chuyện gì thì côn luân và vu môn đều sẽ huy động toàn lực trỗi dậy đến lúc đó bọn ta không dám đảm bảo đệ tử môn hạ của bọn ta sẽ làm ra chuyện gì thực lực của cậu còn yếu cũng chỉ có một mình còn tu hành giả của côn luân và vu môn hai ta hợp lại có hơn hàng vạn đường tuấn im lặng những gì lạc kình thương nói quả thực là điều anh đang lo lắng nhìn thấy bộ dạng của đường tuấn trong mắt lạc kình thương hiện lên một ý cười đầy mưu mô ông ta chậm rãi nói đường tuấn cậu không có thù hằn gì với côn luân và vu môn chuyện trước đây có thể xem như nhắm mắt cho qua thậm chí bọn ta có thể giúp cậu đối phó ma tộc hắc ám ông ta cố ý nói thành giúp đường tuấn đối phó ma tộc hắc ám chứ không phải ra tay vì Việt Nam. Nhưng mà, bọn ta có một điều kiện, Lạc Kinh Thương cười nói. Điều kiện gì, Đường Tuấn hỏi. Tính toán thời gian, đạo sĩ Trung Thanh và phá quân doanh đã gần đến rồi, đợi hai phe đó đến nơi, Côn Luân và Vu Môn không cần phải lo nữa. Lạc Kinh Thương nói, nghe nói cậu đã vào trong Nguyệt Cung, chắc cũng có thu hoạch nhỉ. Như vậy đi, yêu cầu của bọn ta rất đơn giản, đưa những công pháp bảo vật mà cậu có được trong Nguyệt Cung ra, nếu là công pháp thì cậu, Côn Luân ta và Vu Môn sẽ chia ra ba bên cùng hưởng. Nếu là bảo vật thì chia làm ba phần, bọn ta chọn trước. Điều kiện này công bằng chứ? Mắt Vu Kiếm xâm sáng lên, không sai, lấy những báu vật có được trong Nguyệt Cung ra, cho bọn ta chọn trước. Tôi thấy bia đá khi nãy của cậu chính là đồ của Nguyệt Cung. Nếu cậu cho ta, Vu Môn ta có thể giúp cậu đối phó ma tộc Hắc Ám. Lục Minh Châu nghe xong những lời này, sắc mặt tái nhợt, Côn Luân và Vu Môn đều là chốn tiên cảnh phúc địa, không ngờ bây giờ lại vô sỉ như vậy, đúng là chẳng thua gì cường đạo. Đường Tuấn cười nói, quả thật tôi đã tìm được một số thứ ở Nguyệt Cung. Khuôn mặt của Lạc Kình Thương và Vô Kiếm Sâm chợt nở một nụ cười, họ nhanh chóng nói, vậy thì mau lấy ra đi. Cậu đừng lo, bọn ta sẽ không lấy nhiều đâu. Đường Tuấn nhìn hai người, chế nhạo, tiếc là các người không xứng có được nó chương 2246, bắt đầu kế hoạch khẩn cấp đầu tiên. Tin tức về việc đường Tuấn giết chết Thủy Kim Long hôm đó đã được Côn Luân và Vu Môn cố tình truyền ra ngoài, cả giới tu hành lại một phen chấn động. Trong một căn cứ bí mật ở Việt Nam, Long Vương ném một đống tài liệu lên bàn, vẻ mặt đầy tức giận. Sao cậu ta dám? Đây là chặt đứt đường lui của Việt Nam rồi. Cậu ta chưa từng nghĩ tới Việt Nam sao? Long Vương không ngừng gầm lên, giọng điệu chứa đầy sự tức giận long vương có lẽ cậu ta thật sự làm được đợi long vương nguôi giận một chút trong phòng mới có người lên tiếng người đang nói là một cô gái chính là thanh minh bây giờ ở nghịch luân địa vị của cô ta gần như chỉ đứng sau long vương tu vi cũng đạt tới nguyên anh cảnh trung kỳ rất có quyền hạn phát ngôn cũng chỉ có cô ta mới dám lên tiếng ngay lúc này long vương nghe vậy cơn tức giận khó khăn lắm mới tiêu đi một chút lại dâng lên ông ta cười khẩy nói làm được cái gì dựa vào sức một mình cậu ta có thể áp chế được ma tộc hắc ám sao? Cậu ta có thể sao? Ma tộc hắc ám có tổng cộng 6 vị hóa thần cảnh, cho dù chết một thủy kim long thì cũng còn 5 người. Trong đó có ma hoàng, cậu ta lấy gì mà đánh? Thanh Minh nói, có lẽ cậu ta có một mặt nào đó mà chúng ta không biết. Long Vương cất giọng diễu cợt, một mặt nào đó chưa biết. Lẽ nào cậu ta còn giấu một đội quân hóa thần cảnh sao? Thanh Minh câm lặng, Long Vương xua tay nói, bắt đầu kế hoạch khẩn cấp đầu tiên. Thanh Minh thất thanh, Long Vương, thật sự phải làm như thế sao? Long Vương cười khổ, không làm thế này thì phải làm thế nào? Tất cả đều là nhờ đường tuấn đấy, nếu không phải cậu ta, phương án của chúng ta có thể không có cơ hội triển khai rồi. Không chỉ nghịch luân, mà hầu hết tất cả các tu hành thế gia của Việt Nam đều lên án đường tuấn, thậm chí còn có người tuyên truyền trên trang web, yêu cầu đường tuấn tự sát để tạ lỗi với ma tộc hắc ám. Việt Nam trong Hiệp hội Y học Cổ truyền. Nhìn những bình luận trên trang web, Hoa Tiểu Niếp không khỏi lộ ra vẻ lạnh lùng, trầm giọng nói, cho dù anh đường không giết Thủy Kim Long, những người đó thật sự nghĩ ma tộc hắc ám sẽ đến đây dạo một chuyến rồi trở về sao. Cô ấy nhìn đường Tuấn nói, anh đường, nếu không được, thì anh trốn đến miêu tộc với tôi. Tôi xem đến lúc đó họ có thể làm gì được anh. chương 2247, đường Tuấn chắc sẽ thua chính cậu đã giết thái tử của tôi chiếc rìu đen của thủy vạn triều chỉ vào đường tuấn giọng điệu nặng nề tất cả mọi người đều thì thào nhìn đường tuấn đây là thiên nhân của việt nam hồi đó sao khí phách cũng không tệ nhưng là quá bốc đồng không ngờ việt nam nhiều tu hành giả như vậy nhưng chỉ có mấy người ninh trí còn không bằng nước yên bọn ta đại quân ma tộc đã bố trí sẵn trận pháp xung quanh nên tiếng bàn tán của mọi người gần như truyền vào tai đường tuấn không sót một chữ nhưng Đường Tuấn làm như không nghe thấy. Anh liếc nhìn Thủy Vạn Triều nói, bây giờ rút khỏi trái đất vẫn còn kịp đấy. Thủy Vạn Triều nói, cậu đang nói đùa sao? Cậu dám giết thái tử của tôi, hôm nay tôi phải giết cậu trước rồi mới san bằng trái đất. Thủy Vạn Triều một mình bay ra, đáp xuống sân, quát lớn, cậu có dám đánh với ta một trận? Có gì mà không dám? Đường Tuấn vụt một cái, bay vào trong sân cảnh giới của Thủy Vạn Triều chỉ mới là hóa thần cảnh sơ kỳ, có lẽ thực lực còn mạnh hơn anh bây giờ, nhưng với sức mạnh nuốt chửng kỳ dị huyệt Thái Dương, Đường Tuấn không phải không có cơ hội chiến thắng. Âm lên một tiếng, Đường Tuấn và Thủy Vạn Triều đã bắt đầu giao chiến. Chiếc diều đen trong tay Thủy Vạn Triều là một linh khí, Đường Tuấn không dám chạm chán trực tiếp, mà sử dụng bia vạn giới. Tiếng động, bâng pông không ngừng vang lên, Đường Tuấn và Thủy Vạn Triều đều dốc hết toàn lực, nếu không phải đang ở trong không gian, Giao động do trận đánh của hai người tạo ra cũng đủ để phá hủy một ngọn núi. Trái đất, đỉnh núi Côn Luân. Lạc Kình Thương và Vô Kiếm Sâm chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên không gian vũ trụ. Lạc Kình Thương nói, "Vô Kiếm Sâm, ông thấy trận chiến này thế nào?" Vô Kiếm Sâm nói, "Đường Tuấn chắc sẽ thua." Lạc Kình Thương gật đầu nói, "Đợi lúc cậu ta lâm vào đường cùng, chúng ta mới ra tay." Đến lúc đó ra điều kiện bảo cậu ta giao ra những thứ đã lấy được trong Nguyệt Cung tôi không tin cậu ta không đồng ý. Sắc mặt hai người đột nhiên thay đổi, gần như đồng thanh thốt lên, làm sao có thể. chương 2248 tuyệt học mạnh nhất của ma tộc Hắc Ám. Thủy Vạn Triều cầm chiếc rìu đen bước đến gần đường Tuấn và nói một cách tự hào, đừng vùng vẫy nữa, u vụ tháp này chính là linh khí loại phong ấn, do tôi thi triển, cho dù là hóa thần cảnh trung kỳ cũng có thể bị nhốt trong đó 10 giây. Bây giờ, cậu ngoan ngoãn chờ bị tôi giết đi. Nụ cười trên gương mặt Thủy Vạn Triều ngày càng rạng rỡ. Trong trận doanh Việt Nam, Hoa Tiểu Niếp, Hàn Bảo Long và những người khác trông có vẻ lo lắng, nhưng không dám kết thúc. Bởi vì phía sau Thủy Vạn Triều, có gần 30 bán bộ hóa thần cảnh đang ngưng tụ pháp lực. "Đường Tuấn, bọn ta cho cậu một cơ hội nữa, giao những thứ cậu có được ở Nguyệt Cung cho bọn ta, bọn ta sẽ giúp cậu phá bỏ cấm chế của U Vũ Tháp này, nếu không, cậu chỉ còn một con đường chết." Lúc này giọng nói của lạc kình thương vang lên trong tâm trí đường tuấn đường tuấn nhìn u vụ tháp trên đầu nói một ngọn tháp quen mà cũng đòi nhốt tôi sao huyệt thái dương của anh khẽ phát quang sau đó vài tiếng nứt răng rác vang lên toàn bộ xương mù do u vụ tháp hóa ra đều nổ tung hóa thành hư vô đường tuấn trầm giọng hô lên một tiếng tay cần bia vạn giới đập mạnh về phía u vụ tháp rắc u vụ tháp vỡ tan tành một bia đã đập vỡ u vạn tháp Thủy vạn chiều chết lặng, miệng không khép lại được, tựa như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. U vụ tháp này không phải là linh khí của ma tộc hắc ám, mà là người của thần đình giao cho ông ta. Một thứ linh khí có thể vượt cảnh nhốt người, không cần nghĩ cũng biết nó rất phi thường. Nhưng bây giờ nó đã bị đánh tan thành từng mảnh như thế này. Thằng nhóc này thật sự là người trái đất. Trong lòng Thủy Vạn Triều vô cùng kinh ngạc, không phải nói người trái đất rất nhỏ bé yếu đuối sao, sao có thể có một gã kinh khủng như vậy. Không nói đến Thủy Vạn Triều, ngay cả Đường Tuấn cũng khá ngạc nhiên. Đòn đánh vừa rồi không phải là tất cả sức mạnh của bia vạn giới, mà còn là sức mạnh bí ẩn trong huyệt Thái Dương. Anh không ngờ loại sức mạnh đó lại mạnh đến vậy. Tuy nhiên, sức mạnh huyệt Thái Dương này rõ ràng không thể được sử dụng thường xuyên được. Sau một đòn vừa rồi, kim quang trong huyệt Thái Dương dường như đã yếu đi một chút. Ở dưới đất, phu kiếm sâm và lạc kình thương đều xứng sờ, họ cũng không thể tin được cảnh tượng trước mắt chết tiệt, tấm bia đá trong tay cậu ta nhất định là lấy từ Nguyệt Cung, nếu không cũng không có uy lực như vậy. Vu Kiếm Sâm cam hận nói. Lạc Kình Thương gật đầu, không cam tâm nói. Nguyệt Cung và chúng ta đều là một trong những tiên cảnh thánh địa, bảo vật trong đó nên thuộc về chúng ta. vậy mà lại để cậu ta lấy được, đúng là uổng phí của trời. Vu Kiếm Sâm nhìn trận chiến ngoài không gian, đột nhiên mỉm cười, nói, không sao. trận chiến này, cậu ta không thắng được phá vỡ u vụ tháp thì sao? Ma Hoàng cũng không đến một mình, phía sau còn có một đại quân của ma tộc hắc ám. Tôi xem cậu ta có thể chống cự đến khi nào. Sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ cầu xin chúng ta, những thứ này sẽ là của chúng ta. chương 2249 hôm nay sẽ không có ai phải chết. Khai hỗn độn. Sắc mặt đường Tuấn hơi thay đổi, cầm bia vạn giới đập xuống một cái. Keng, em mờ thanh vang vọng giống như hồng trung đại lữ. Tấm bia này không phá được trấn hải phủ, ngược lại từ trong không trung xuất hiện một lực hút khủng khiếp, cố gắng hút đi bia vạn giới khỏi tay Đường Tuấn. Ma Hoàng cười gần nói, "Báu vật tốt đấy, thật đáng tiếc thực lực của cậu quá thấp, không thể sử dụng hết sức mạnh của tấm bia đá này." "Vậy sao?" Đường Tuấn nở nụ cười nhạt, bàn tay đang cầm tấm bia đá chợt buông lỏng. Bia vạn giới đột nhiên bị làn sóng do trấn hải phủ hút vào trong, bia vạn giới không có sự điều khiển của Đường Tuấn, đột nhiên trở nên cực kỳ nặng nề sức nặng khủng khiếp khiến sắc mặt của thủy vạn triều thay đổi chấn hải phủ xuất hiện một cái lỗ nhỏ lợi dụng lúc này đường tuấn đánh một trường vào vai thủy vạn triều bịch nơi mà lòng bàn tay của đường tuấn chạm vào vai của thủy vạn triều bùng cháy lên một ngọn lửa cuồng nộ ngọn lửa màu vàng có chút hắc ám trông thật đáng sợ thậm chí cả hư không cũng bị thiêu cháy ngọn lửa trong lòng bàn tay đường tuấn trong nháy mắt vụt tắt nước và lửa được khắc chế lẫn nhau xét cho cùng nước của thủy vạn triều là sức mạnh của chính ông ta nhưng ngọn lửa mà đường tuấn phóng ra lại là sức mạnh của tiên thiên thần văn chỉ trong chốc lát chiếc rìu của thủy vạn triều đã bị gãy ngọn lửa tiếp tục lan rộng cuối cùng thủy vạn triều dùng rìu chặt đứt cánh tay mình mới ngăn chặn được ngọn lửa cậu đáng chết thủy vạn triều vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm đường tuấn nhưng mà cậu đừng tự đắc cho dù có đánh bại tôi cũng không thể thay đổi kết cục khi thủy vạn triều nói đội quân phía sau di chuyển bốn hóa thần cảnh ba bốn người bán bộ hóa thần cảnh hàng vạn tu hành giả ma tộc hắc ám đều đứng sau lưng ông ta khí tức dũng mãnh ập tới khiến rất nhiều cường giả trên mặt đất này không khỏi run lên thế này làm sao đánh một số người gần như tuyệt vọng so với ma tộc hắc ám sức mạnh của trái đất thực sự quá nhỏ bé sự so sánh giữa hai phe cũng giống như sự so sánh giữa con kiến và con voi đám người long vương cũng đến bên cạnh đường tuấn Bọn họ không trách Đường Tuấn nữa mà nói cố gắng sống sót đi. Chương 2250, bán bộ hóa thần cảnh. Nhưng dù thế nào đi nữa, họ đều là người trái đất, có thể coi là đồng bào. Sau khi hít một hơi thật sâu, Đường Tuấn nhìn Thủy Vạn Triều và nói, ông nghĩ mình đã thắng rồi sao? Thủy Vạn Triều nhún vai nói, tất nhiên. Đường Tuấn chỉ vào hàng chục ngàn người phía sau Thủy Vạn Triều, nói, đây là chỗ dựa của các người sao? Thủy Vạn Triều cao mày nói, cậu muốn nói gì? Đường Tuấn nói, nếu ông muốn so số lược, thì tôi với ông so thử xem. Nói xong, anh nhìn lên mặt trăng và hét lớn, phá quân doanh ở đâu? Thủy Vạn Triều không nhìn lên mặt trăng, ông ta chế nhạo, cậu nổi cơn điên à? Khoan nói có phá quân doanh hay không, vị trí của họ cách mặt trăng 23 triệu cây em, lại ở ngoài không gian thì làm sao người trên mặt trăng nghe được? Ma Hoàng Đại Nhân, nhìn kìa! Vào lúc này, một hóa thần cảnh phía sau Thủy Vạn Triều đột nhiên nói. Nhìn cái gì, lẽ nào khi không lại xuất hiện ra thêm một đội quân sao? Thủy Vạn Triều khinh khỉnh nhìn theo, khi ông ta xoay người lại nhìn thì càng thêm sửng sờ. Chỉ thấy những chấm nhỏ bay từ mặt trăng về phía đây với tốc độ rất nhanh, đợi khi ông ta nhìn rõ rồi, mới phát hiện những chấm nhỏ đó là người. Bán bộ hóa thần cảnh. Thủy Vạn Triều giọng nói khẽ run lên, ông ta có thể cảm giác được khí thức cường hãn của những người này, bọn họ đều là cao thủ bán bộ hóa thần cảnh. Nhưng điều khiến ông ta thực sự kinh ngạc chính là số lượng bán bộ hóa thần cảnh này, tính ra có lẽ cũng gần 200. Nhiều hơn gấp 5 lần so với ma tộc hắc ám. Những bán bộ hóa thần cảnh kia hiển nhiên mang theo bảo vật như thuyền bay, một lát sau liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gần 200 bán bộ hóa thần cảnh xếp hàng ngay ngắn, cung kính đứng ở trước mặt đường Tuấn, sau đó đồng thanh hô to, bái kiến thống lĩnh. Nói xong, đồng thời quỳ một chân xuống. Thủy vạn chiều sướng sờ, cảnh tượng này không nên quá sốc. 200 vị bán bộ hóa thần cảnh, ngay cả khi ma tộc hắc ám của bọn họ cường thịnh nhất cũng không có loại sức mạnh này, nhưng hiện tại những người này chỉ là thuộc hạ của Đường Tuấn. Long Vương và nhiều đệ tử các nước khác đều sướng sờ, ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Trên đỉnh núi Côn Luân, nụ cười của Lạc Kình Thương và Vô Kiếm Sâm đột nhiên đặc lại, cả hai thất thanh, sao, sao lại có thể? Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 2250